Thưa quý vị và các bạn, có thể check mail vào Facebook, thậm chí là xem phim thoải mái từ điện thoại của mình là mong ước của nhiều hành khách đi xe buýt. Và giờ đây, những mong muốn đó đã được đáp ứng khi mà dịch vụ Wi-Fi được lắp miễn phí trên một số tuyến xe buýt tại Hà Nội. Điều này khiến nhiều hành khách vô cùng thích thú, ghi nhận của nhóm phóng viên. Chỉ cần có một smartphone, với lần truy cập Wi-Fi đầu tiên trên xe buýt, bạn sẽ phải trả lời một trắc nghiệm nhỏ gồm 3 câu. Sau đó bạn có thể sử dụng Wi-Fi thoải mái, kể cả các lần sau đó. Dịch vụ mới này không chỉ thu hút những khách hàng trẻ tuổi. Đối với tôi ở lứa tuổi chúng tôi là đã có tuổi rồi, thế nên tôi sử dụng Internet cho tôi rất tiện lợi. Có thể đọc báo. Đọc báo này tôi có thể liên lạc được với người thân rất là thuận tiện. Cái Wi-Fi trên xe buýt này nó khá tiện cho bọn em có thể vào xem được lịch học của mình. Hoặc là có thể nói chuyện với bạn bè mà không cần phải thông qua 3G như lần trước. Theo xí nghiệp Bus Hà Nội, ngoài tuyến buýt 86 đi Nội Bài, thì hiện dịch vụ Wi-Fi miễn phí đang được lắp thí điểm tại hai tuyến buýt 11 và 12. Đây là hai tuyến được đầu tư xe mới và chạy quãng đường khá dài. Thực tiễn các nước thì cái việc cung cấp cái dịch vụ Wi-Fi miễn phí trên xe đã được thực hiện từ lâu. Đối với Việt Nam thì cái việc này đã được thực hiện trên các cái phương tiện xe du lịch, xe taxi. Tuy nhiên đối với hoạt động xe buýt thì hành khách vẫn chưa được cung cấp cái dịch vụ này. Với tinh thần là rút ngắn cái thời gian của người hành khách đi xe buýt, chúng tôi mong muốn cung cấp thêm một cái dịch vụ để người dân có thể coi cái phương tiện khi sử dụng phương tiện xe buýt đi lại nó thân thiện hơn. Cái tốc độ này thì có thể nói là nhanh, bởi vì mình có thể lên YouTube mình xem được. Thì còn cái lúc mà vắng khách ấy, thì tất nhiên tốc độ sẽ nhanh hơn rồi, mình không phải chia sẻ lượt băng thông với mọi người. Tuy nhiên theo tìm hiểu của phóng viên, tốc độ Wi-Fi bị ảnh hưởng khi lượng người truy cập cùng một lúc tăng lên. Cái lượng truy cập mà lúc đông người ấy, thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái tốc độ của Wi-Fi. Nếu mà lúc vắng người thì tốc độ có thể nhanh hơn, còn lúc chợ đông người thì tốc độ có thể chậm hơn. Không chỉ thế, tốc độ Wi-Fi còn không đồng đều ở các xe. Với lượng khách hàng tương đương, thậm chí ít hơn xe trước đó, thì tại xe này, hành khách dường như không thể truy cập được vào mạng Internet. Theo Tổng Công ty Vận tải Hà Nội, trong thời gian thí điểm, công ty sẽ ghi nhận những phản ánh của khách hàng để có những thay đổi khi áp dụng rộng rãi hơn.